Hôm nay em tiếp tục là review báo giá điện thoại hàng mới về ngồi giá từ hơn 2 triệu nha. Hôm nay cũng nhận được một số mẫu mọi người. Thì đầu tiên á, đó là Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đây, con này phiên bản 5G mọi người. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Con này bản chính hãng 2 SIM. Đó, thì bản 5G sẽ được RAM 12GB mọi người. Bộ nhớ là 256GB nha. Màn hình 6.8 inch và độ phân giải màn hình là 2K cộng mọi người. Có tần số quét màn hình là 120Hz nha. Đó, thì con này cam Galaxy 100X mọi người. Đó. Đây. Em sẽ zoom cho mọi người xem. À, zoom 50x thôi chứ. Nó thêm một chai chỉ zoom được 50x thôi người. Đó, con này zoom được 50x nha. Đây là góc rộng nè. X1 mọi người. Đó, zoom được 50x nha. Đây là X5. Đó. Chào bạn Higasugi. Cái tên khó đọc. Dạ, em chào anh nha. Đó, thì đây là Samsung Galaxy Note 20 Ultra bản 2 SIM chính hãng. Đây. Máy thì còn rất là đẹp mọi người, màu đồng. Còn khá đẹp nha. V50 giá gì, V50 anh giá bao giá anh ơi, V50 hiện tại em đang hết hàng nha. Đó, thì con này cũng còn khoảng 98% rồi, 98% nha, máy cũng còn rất là đẹp nha người. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản 2 SIM. Đó, 15.700, bên em thì có bán trả góp không cần trả trước người, chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với hộ khẩu, yêu cầu trên 18 tuổi và không là xấu rồi. Đó, bọn em ship có toàn quốc và cho xem hàng trước khi thanh toán nha. Note 20 Ultra 5G 15.700 là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G luôn. Mà con này là bản hàng sẽ chạy con chip á, sẽ nói là gọi là 865 nút nha mọi người. Đó, chip này chip mạnh hơn bản Việt Nam mình nhưng mà chỉ được một SIM thôi. Cũng là RAM 12 bộ nhớ là 26GB nha. RAM 12 bộ nhớ 26GB. Đó, cũng là màu đồng luôn. Con này bán giá là 15.500 nha. 15.500 mọi người. 11 hường đổi lên 12 bộ gồ bộ như anh. Bên em đổi máy bắt buộc phải đem máy bên em mới định giá được nha, chứ không bên em không có báo giá online được, mọi người thông cảm nha mọi người. Thì con này đẹp, còn rất là đẹp nha mọi người. Chân sạc cũng còn mới, rất là mới luôn nè. Đó, mọi người thấy không? 5611 người đang xem rồi, cho 1.1 được chia sẻ nha mọi người. Để em báo giá như mấy giờ nha. Đó, tình trạng con này còn khá đẹp nha mọi người. Đây. Note 20 Ultra. Tiếp sẽ là iPhone 12 Pro mọi người. iPhone 12 Pro sẽ bán giá là 18.300. Đó, 12 Pro. 18.300, con này thì màu đen nha. Đó, màu đen rồi. iPhone 12 Pro 18.300. Đó. Đây. Máy tình trạng đẹp khoảng gần như 99 rồi. Đó, gần như 99% màu đen. 18.300 rồi. Ba mắt luôn, nhỏ vuông. Đó. Đây. Hàng này có bị cứng xíu đây người không? Đó, tình trạng bên đây có sao bảo vậy nha, con này khoảng 98% rồi. Đó, con này thì 128GB quốc tế. Pin của nó là còn khoảng 87% rồi. Pin zin luôn nha. 18.300 rồi. 18.300 nha. Đó, tình trạng bên em có sao báo vậy rồi. Tại vì bên em về hàng mỗi ngày em sẽ quay trực tiếp cho người xem. Chung khai review kỹ cho người xem rồi. Mọi người được mọi người mua thôi. Không được mọi người xem cho vui cũng được nha. iPhone 12, con này mã VN chính hãng rồi. Mã VN là 64GB. Đó. Pin con này còn khoảng là 90% nha, 12. Con này màu trắng. Giá bán là 13.300 rồi. 13.300 nha. Nhưng mấy con này thì bên em bán nè, bán trả góp không cần trả trước rồi. Đó, bán trả góp không cần trả trước luôn. Con này mã VN chính hãng luôn nha. Màu trắng. Đây. Em sẽ lột cái ốp lưng nha. Đó, màu trắng rất là đẹp rồi. Đó, rất là đẹp nha. Đỏ Belut bù, IFMAX bù nhiêu anh Duy Tiến. Bên em bù phải định giá, bên em phải đem máy tại cửa hàng bên em sẽ xem máy và định giá nha. Tại bên em ít khi nào định giá online mọi người. Đó. Đây. Con này cũng còn rất là đẹp mọi người. Là màu trắng nha. Được không? Rất là đẹp nha. 13.300 iPhone 12. 13.300 mã VN pin 90. Mọi người xem like 1/100 rồi, một học một lượt chia sẻ nha. Em cảm ơn mọi người đang xem like của em nha. Là màu trắng. 64GB pin 90 mọi người. Ok. Tiếp sẽ là iPhone 11 đi mọi người. Này, 11 em có một cái màu đen. Hôm nay chỉ được thêm một cái màu đen rồi. iPhone 11. Đó, giá bán là 10.200. 11 nhưng mà 64GB nè, quốc tế rồi. Bên em bán là bao quốc tế trên diện trong người luôn nha. Con này bị 89% màu đen. 10.200 rồi, 64GB màu đen, 10.200. Đó. Lại hết iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus thì hôm nay em có một cây màu trắng nha, em sẽ review sau nha. Đó. Một cây người đang xem người, mọi người cho 100 người ơi. Con này pin 89, 10.200, pin 89%. Tiếp sẽ là iPhone XS người. XS màu đen bên em phải bán giá là 6.800 nha. Còn màu vàng là 7.100 người. iPhone XS màu đen là 6.800, màu vàng là 7.100. Rồi con này pin 94% luôn rồi. Là con đầu tiên nè. À, con này là mã hàng nha, 64GB mã hàng. À, pin 94%. Giá bán là 7.100.000 mọi người. Đó, cái đầu tiên nè. Thì pin sẽ review kỹ cho mọi người xem. Nói chung pin là bên em không có bao 9X được rồi. Con này pin 90 nè. Đó.
em không có bao được trên 90 hết nha. Nói chung thì bên em pin là chỉ bao trên 80 thôi mọi người, tại vì máy dòng này máy cũ đó, em có nói cho mọi người trước luôn. Thì con này cũng là mã hàng rồi, mã hàng bây giờ chụp hình á cũng không nghe tiếng nha đó mọi người, chụp hình cũng không nghe tiếng như mã Mỹ nha mọi người đó. Con này pin 90 rồi, con này pin zin nè, pin 90 nè. Nó hình này bị chấm chấm xíu đây mọi người thấy không? Đó, giá bán là 7 triệu mốt nha. Mấy con này thì bên em bán góp vô tư mọi người, góp không cần ngày trước nha. Đó. Tiếp sẽ là con này pin bao nhiêu, để em coi. Con này pin 91 mọi người, pin 91 nha. Giá bán là 7 triệu mốt luôn. 3 cây màu vàng hết nha mọi người. Màu đen là 6,8 triệu, màu đen là mã Mỹ. Đó, màu đen là mã Mỹ, màu vàng là mã hàng. Đó, 3 cây màu vàng. Đó, được 3 cây không mọi người. Con này hô được 3 cây nha. Đó, 3 cây 7 triệu mốt. Tiếp theo sẽ là Note 15G đây mọi người. Note 15G này có nè, 3 cây nè. Bữa giờ không có Note 15G, hôm nay giờ được có 3 cây mọi người. Samsung Galaxy Note 15G 6,2 triệu, màu đen, màu hồng, màu đa sắc. Không, à, em nói nhầm, màu đỏ, màu hồng, màu đa sắc. Đó, cái này màu đa sắc nè. 1K2 người để xem người, mọi người cho một chấm nha. Còn đây là màu hồng nè, đó. Cuối cùng là màu đỏ. Đó, màu đỏ nè mọi người. Rất là đẹp nha, màu đỏ khá là đẹp mọi người. Đó, màu đỏ cũng còn rất là đẹp nha. Rồi ai dán cái tem cái bút. Dán cái tem cái bút. Đây. Thì bên trong này sẽ Samsung Galaxy Note 5G, Samsung Galaxy Note Note 15G sẽ là màn hình là 6,3 inch. Làm sao nó rớt đi, để xíu nha. Đây, Samsung Galaxy Note 15G sẽ là màn hình là 6,3 inch. Độ phân giải màn hình là Full HD lướt thôi mọi người. Đó. Full HD lướt thôi. Con này có hỗ trợ 5G nha. Con này có hỗ trợ 5G và chỉ bản một SIM nha mọi người. Con này sẽ được RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB người. Bản 5G sẽ được RAM 12 nha mọi người thấy không? Đó. Bộ nhớ là 26GB. Chắc là 6 triệu 2 nha. Em có 3 cây không mọi người? Đó, 3 cây 2. 6 triệu 2. 12 GB mắc mua trả góp trả trước bao nhiêu? À, nhiều anh ơi. 12 GB mắc nếu mà trả trước ít chứ cũng khoảng gần 8 triệu. Khoảng vay khoảng được 15 triệu bên em sẽ có hỗ sẽ dễ đậu hơn. Đó. Còn là Pixel 3XL. Google Pixel 3XL mọi người. Đó. 3XL bên em sẽ bán giá là 32 triệu 9 nha. Con này chip là 845, màn hình độ phân giải là 2K, RAM 464GB. Đó, 2 triệu 9, một cây màu hồng. Còn là Pixel 3. Pixel 3 sẽ là 2 triệu 390, con này chip 845 luôn rồi. Chip 845 luôn nha. 2 triệu 390 chip 845. Đó. Note 15G mã gì anh ơi? Lại Phùng Minh Duy. Note 15G là bên em mã hàng nha, mã hàng sẽ được 5G. Mã Mỹ với mã Việt Nam sẽ không có 5G mà chỉ được có RAM 8 thôi. Mã hàng sẽ được RAM 12GB. Hình như Samsung của Hàn Quốc là được ưu tiên hơn mọi người. Xmax mã gì anh ơi? Xmax bên em còn mã Mỹ nha. Xmax là mã Mỹ, màu đen 64GB, 8,3 triệu. Còn này là Pixel 3, 2,390. Đó. Còn nó chip 845, mấy dòng Pixel chụp hình rất là đỉnh rồi. Ngày mai sẽ về một số Pixel mới nha. Em sẽ quay sau. Đó. Còn đây là Samsung S10 Lite. Con này 2 SIM, 8, bộ nhớ là 26GB. Bộ nhớ 128GB không người. Con này thì dân tay siêu âm, là dân tay nằm trong màn hình. Chip sẽ cười là 8,5. Con này là bản 2 SIM chính hãng, 5,4 triệu. 5,4 triệu. Đó. Samsung S10 Lite, 5,4 triệu. Con này ngoại hình chắc khoảng 97 không người. Có cứng nha. Này. Không. Đó. Là Lê Hí Phi hôm 12 của mắt thì khoảng chạy chứ khoảng 8 triệu bạn ơi. Là Samsung S15G, máy này S15G bên em không có hàng, nó lâu mới có được một cây không rồi. S15G là pin là 4,5 triệu, RAM 8, bộ nhớ là 26GB, màn hình là 6,8 inch. Đó, dân tay cũng siêu âm luôn. S15G 5,5 triệu nha, 5,5 triệu. Còn là Samsung A52. A52. Đây. Samsung A52 2 SIM chính hãng. Còn là sẽ là RAM 8 mọi người. Bộ nhớ là 128GB, màn hình 90Hz. Đó, giá bán là 5,8 triệu. 5,8 triệu nha. Thẻ căn cước công dân mua góp đưa trước được không, đưa trước được không anh? Thẻ căn cước công dân mua góp không cần đưa trước cũng được nha. Dưới 15 triệu là không cần đưa trước. Mọi người nếu mà có thẻ căn cước công dân á, hoặc căn cước công dân mà gắn chip mọi người, mọi người khỏi cần bằng lái nha. Đó, mọi người lưu ý là bên em chỉ dịch một số tài khoản ngân hàng là Hàn Quốc, bên em có ghi bình luận dưới mọi người. Một số tài khoản khác là lừa đảo nha. Còn là Samsung A52S5G, chip sẽ gần là 778 rồi. RAM 8,128GB, màn hình 90Hz. 6 triệu... Ủa con này sao? À 6 triệu 4, con này thì vỏ nó hơi cứng xíu rồi. Đây.
giờ nó hơi cứng xíu nha. Đó, 6,4 triệu. Còn là Samsung A70 rồi. Samsung A70 dòng 628GB, pin là 4500. Con này 3,6 triệu rồi. 3,6 triệu, con này bạn 2 SIM luôn nha. iPhone 8 nút đây. Các bạn hỏi nè, quen huy trường iPhone 8 nút bao nhiêu? Đây tới iPhone 8 nút nè. Thì con này bán giá là 5,850. iPhone 8 nút, con này 64GB quốc tế, mã Mỹ nha. Cái này là cường lực nha mọi người, để em lột cường lực cho mọi người xem. Cái cường lực nó bị bể. Cái này hầu là cũng khách lắm mọi người. Đó. Cường lực bị bể mọi người. Đây. Mở ra là đẹp luôn mọi người. iPhone 8 nút mã Mỹ 64GB. 5,850. Đó. Pin con này là bảo trì mọi người, pin 79 nha. Con này pin zin luôn. Màu trắng. Con này màu trắng rồi. Đây, vỏ cũng còn rất là đẹp nha. Mọi người về mọi người hai pin, tại vì mấy con này em bán là nhập sao bán vậy mọi người. Nào bên em không bao pin với con này nha. Pin này pin zin. Ok chưa? Pin con này chắc khoảng hơn 250 á. 5,850. Tiếp theo sẽ là Samsung A50s. A50s. Con này A30s mọi người. A30s là gầm 464GB nha. 2,990. Con này thì không có dưng tay nằm trong màn hình mọi người. Đó, màn hình cũng là màn hình AMOLED nha. Hai SIM. Con này được cái là chính hãng hai SIM, dễ sử dụng mọi người. Cái này thì dầm tầm trung thôi. Còn đây là Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 mọi người. 58, mỗi nhà 128GB. 4,950. Oppo Reno 5 thì còn 3 cây luôn. 3 cây màu đá sắt mọi người. Đây màu đá sắt nha. iPhone 12 bao gồm đang có là 18,300. Bao nhiêu? Tiếp sẽ là Samsung A31 người. A31 sẽ được pin 5000 nha. Pin 5000 và được 2 SIM, dòng 628GB. Đó. Dòng 628GB người. A31 3,850. Tiếp sẽ là Oppo A53. Oppo A53 là 3,1 thôi người. Oppo A53 3,1 nha. Ai có iPhone 11 thường màu trắng không mà? Bạn Hàm Ngọc Ly, hiện tại em đang hết hàng iPhone 11 nha. Một chỉ còn một cây màu đen cuối cùng thôi. Còn là Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G là 7,650. Note Plus 5G là 7,650 rồi. Đó. Màn hình là 6,8 inch. Độ phân giải màn hình là 2K+ rồi. 2K+ nha. Note Plus 5G màu trắng, màu đen và màu xanh đúng rồi. Em có màu xanh đó nha. 7,650. Cái con đó thì bạn đang bán gấp không cần cả trước rồi. Ok, tiếp theo là bên đây đi mọi người. Đây là iPhone 11 Pro Max 256GB màu đen. 11 Pro Max 256GB màu đen. Con này thì pin 86%. Đó. Pin là pin 86, mã Mỹ nha mọi người, 256GB nha. 11 Pro Max 256GB 16,8 nha. iPhone đi hiện tại đang giá là 6,8 nha anh Lê Hoàng ơi. Còn nếu mà màu gì á là 7,1 triệu. Còn là Oppo A55 mọi người, 3,5 triệu nha. Gam 464GB, Oppo A55. Đó. Còn là Oppo A95, con này bảo hành đến tháng 1/2023. Đó. Con này sẽ là gam 8 mọi người, mỗi nhà 128GB nha. Con này cũng mới sản xuất thôi. Đó, máy không còn rất là đẹp mọi người. Rất là đẹp nha. Còn là Mi 11T Pro, con này chạy con chip sẽ là 888 rồi. Đó. RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB. 9,3 triệu. Con này 26GB chứ người. Tiếp sẽ là Oppo A53 3,3 triệu. Oppo A53 RAM 428GB. Còn là Oppo A95 người. Oppo A93 chứ, 4,4 triệu. Là Oppo A15s 2,910 người. Hay có Oppo Watch CG không ạ? Đây Oppo Watch CG sẽ có nha. Để mở cái này trước. Oppo A73 người, con này 2 SIM 3,3 triệu. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 6,850. Đây Oppo Watch CG 3 2,8 triệu người, bản 32 nha. Đó, còn con này bản 42 á là 2,990. Đây hai cái hộp. Em đang cầm một tay nó không khó mở ra mọi người, nên mọi người thông cảm nha. Đó, đang cầm một tay quay nên em khó quay đó. Đó. Ok.
DSLR iPhone 12 Pro Max người. 12 Pro Max 128GB 22.900, pin 100% là 23.500. 12 Pro Max. Còn là iPhone DS Max 64GB. iPhone DS Max 64GB 8.3. Đó. Còn cái này 26GB. Mình để qua. 64GB là ở Mỹ người. Đó. 26GB nó ghi nhầm giá rồi. Còn là Mi 10T Go nha, 6.3 chip 865. Mi 10T Go màn hình 144Hz. Góp phone 5 hiện tại em ăn hết rồi. À, có một anh góp có một anh đã góp đậu rồi mọi người. iPhone SE 2020. 4.950 mọi người. Còn là 128GB 5.5 nha. Poco F3 Go 4.6 chip 860 5.628GB màn hình 120Hz. Đó, 4.6. iPhone XG Lock. Đây là 5.8. Còn là iPhone 7 Plus 32GB 4.3. Và Samsung S20 Ultra 11.500. Con này bản hàng chip 865 rồi. Mấy con này báo giá lại, em sẽ báo nhanh xíu nha. Đó. Anh Tuấn Trần chốt Apple Watsagiba. Anh chốt hàng mọi người nhắn vào Zalo 077 469 683 giúp em nha. Còn là Samsung A52 5G 6.990 màu tím. Apple 9258 3.8 rồi. Tuấn Hưng ô tô iPhone XS bao nhiêu tiền một cái? iPhone XS hiện tại nó bán giá là 6.8 nha. Màu gì là 7.1. iPhone 12 15.700, 128GB, pin 97. Còn là 12 màu gồm màu xanh rồi. 17.800, con này pin 83 thôi. Samsung M12 3.2. Đây là 7 lút 128GB 5.1 nha. LG G8 hiện tại em đang hết hàng nha. Poco F2 Pro chip 865 5.650. F19T chứ người, 3.4. Samsung A22 5G 4.2. F19T nè, 3.1. Mi 1T 7.5 chứ người, Mi 1T 7.5. Oppo Reno 3 3.9. Samsung A21s 2.7 nhé. Samsung A72 7.7. Samsung A20 2.1. Samsung A50s 3.2. Mấy con này báo giá lợi nha, nó sẽ báo nhanh xíu. Oppo Reno 4 4.3 gam 8 128GB. Oppo A92 3.8. iPhone 7 3.2 rồi, 128GB. Oppo Reno 2 4.6 nha. Redmi Note 10 Pro 5.450. iPhone XS 26GB em đang không có hàng nha. Redmi Note 11 4.7. S21 Plus 5G 12.400. S20 5G 8.5. Samsung A1 em báo rồi. A52. Redmi K30 3.9. Vivo V20 4.6. 4.3 chứ mọi người. iPhone 8 3.950 64GB. Còn là Mi 9T Pro, cái này K20 rồi mọi người, 4.8. Oppo A15s 3.150. Samsung A80 4.890 mọi người. Redmi K10 Fullbox 4.550 nha. Samsung Note 11, Redmi Note 11 4.350, máy mới chưa xài. Oppo A93 này báo gọi.
Nó thay mua nha, bản 2 SIM chính hãng 14.800, 4G nha. Realme X2 4G 4.9. Ok, thì buổi livestream có hôm nay hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha. Hẹn buổi livestream vào ngày mai rồi. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.